chết còn đây. Ấy giời. Ui đấy đấy. Ui giời ơi, thằng này nay ngon. Xin chào các bác nhá. Hôm nay em cùng vợ đi câu ở cái địa điểm này các bác. Đấy, này hai vợ chồng được nghỉ của nhau câu, trời đang rất dập mát. Các bác nhìn thấy chỗ này có đẹp không? Này cho vợ em ôm một mình một cần luôn. Cá cắn kìa. Đấy, đấy giờ. Các bác thấy vợ em chuyên nghiệp không? Một con giỏi con. Rubicon con à? Rồi, gỡ thôi. Em ơi, đừng xa ta. Thế mày có nhai nữa. Nick. Đấy, chết. Ui, lấy đấy, lấy đấy. Ui giời, được. Đấy, được. Làm con này ngon rồi. Ăn. Trông đều đều thế mày, cá ngon nhỉ nhỉ. Đấy. Được. Cái hợp lý cần ngoài đang đều vã chứ. Ấy, hai cần đồng vã. Rồi, thằng chết. Thì nó không cắn thôi, nó cắn hai cần rồi. Bọn này đều thật đấy. Mát như này ngồi chỗ này nó mát thật đấy. Hai cần đều nhắn. Rất tiếc là này không nuôi cho cần này. Phải cắn đứt bô não. Thả cái đớp luôn, thả đớp luôn. Có khi anh chỉ quay đi ăn mới quay mày thì câu cá hơn là anh đi câu ấy. Để các bạn nhìn này mẹ, cần neo trăng kia không cắn mà cần nó này cứ thả nó cắn luôn. Hay cũng bằng hên. Cứ thả cái cắn luôn tài. Hay à, đấy kìa kìa. Con này này ảo rồi. Đi luôn, con này đi phao luôn nha. Ấy đấy. Rồi. Bánh ruộng luôn. Giếc 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 em ạ. Giếc giếc. Con này con giếc con giếc. Con giếc không? Đấy. Tí còn còn. Đấy xem nào. Cái này giếc xem nào. À, đúng cá giếc rồi. Rồi, được. Đấy cắt cho. Gì cho các bác này. Thằng chết tiệt này nó cố hay thật đấy. Các bác nhìn em. Ba cần được con nào. Đấy thằng này này. Ô, đi câu nó có duyên với cá. Câu ở phía phải bình thường câu của cá đâu. Có duyên rồi. Thằng này có duyên cá rồi. Đấy, cần mình cứ nhắn liên tục mà không giật con nào. Bực thật đấy. Châu Phi bọn này cũng nhiều an toàn diều bờ ấy nhỉ. Ừ. Đấy đấy. Diều bờ làm cá to. Con này sắp chết. Nó chưa chết. Nó mới chỉ ăn nhậm dư dưới ít thôi. Bọn này chép mà cắn mồi run quả cần kia của anh nhỉ. Chết. Ui đấy đấy đấy, úi trời nhờ. Sợ béo chưa. Này đúng thánh câu cá. Có ba thánh câu cá này. Dạ. Thì cù con này nó béo sợ thật đấy này. Có bác nhìn này câu cá thánh này. Đã pha cắn cần mình ba cần này vẫn chưa nhận được con nào chứ. Chết cười. Không còn to rồi. Chưa vào thôi. Vào em cũng bắt hết sạch cho xem.
Thấy rồi. Úi giời ơi, Sophie. Không có bác nhìn. Thả mấy ra không? Bây giờ cắn vào mồi. Gần bồ lao gì. Rút lên từ dần đi anh ạ. Mày ơi đi trời ơi. Úi trời ơi. Giấc giấc. Giấc cái cháp này. Ấy biết được. Nó có dâu ấy. Chạp 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 chạp. Úi trời ơi. Đừng có chạp mẹ tí. Chạp anh em ơi. À, câu sáng giờ không còn chạp. Hơi bá nhỉ. Kể con này khi thả nào nữa bắt. Tô Phi khi em bắt rồi chép này thả. Này phóng sinh nào lớn bắt anh em ơi. À. Không tí lại cắn cần. Cắn đâu. Mất một phòng một pháo. Chết. Đấy đấy rồi anh em ơi. Thằng này này đóng đóng đâu rồi. Đây. Này này câu cá gớm nhỉ. Quá gớm. Anh đi quay phim với nó thì... Này anh đi quay phim bằng này thôi. Ủa cần cái chim, chim, chim. Chim. Ủa to. Ủa bạc thành con. Mất phao cứ tưởng cá bự. Nó là chỉ là thành con thôi. Ủa chết. Tụi mất con rồi. Chết còn đây. Ấy giời. Ui đấy đấy. Ui giời ơi thằng này này ngon. Ơ khéo 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 em. Khéo khéo em. À. À, được 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 đây, được được được. Hôm nay thằng này làm ăn chất lượng đấy. Em phải nhảy xuống rượu gã được đó. Thằng này này được được rồi nói là. Ui con đỏ nhỉ. Đồ bị hồng luôn. Đây là may nhỉ. Quá may luôn. Rồi. Có ba nhìn xem thằng này câu được này. Này, đúng là đi câu cho mấy cân thủ đi mượn cần là câu rất là may mắn nhá. Đây. Đấy, bác nhìn này cái bàn tay của em này biết rồi đấy. Dã man đấy. Rồi, cho mày gỡ cần đi. Tối cho anh TV nhá. Ra ngồi chơi chơi thì câu hộ mình ấy nè. Dã man này. Đúng là gọi là hay không bằng hên nhá. Úi ấy rồi con cá này nói là đẳng cấp. Được đấy chú em được. Cầm lấy anh chụp cho kiểu ảnh nhá. Thành niên là hay không bằng hên các bác ơi. À mình bao nhiêu cần không bằng nó câu một cần này. Nó đi câu hộ. Được 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 nói thằng này là phải dập chất lượng đấy. Giờ lên xem nào. Phê nhỉ. Chất lượng chất lượng. Đấy đấy. Này các bác nhìn em này cần răng đống này mà không bằng nó giật cái cần con. Cảnh quay rất đẹp quá nhá. Cho bác sang mấy cái chỗ này hai anh em câu. Đây là trên con kênh à? Mương. Vậy kênh mương đấy.
có nhìn nhá, không phải ao đầm nhiều bác nữa cứ bảo em đi câu ở ao mới đầm nên chỗ này có phải ao đâu, đúng không? Đấy. Cảnh quê rất đẹp luôn, bên cạnh là những cánh đồng lúa nhá. Đấy, các bác nhìn chưa, cá nhiều vô kể luôn. Thanh niên này nay đẹp trai nhất năm rồi. Úi giời, đây con này có to này. Thu đồ về anh em ơi. Con chó vợ đã gọi về kìa. Nhìn trong mặt ngoan không? Đang câu, đang gọi về. Đảng nào hết mồi rồi, không về thì vậy. Quả rồi. Để cho em cá to về nấu này. Thôi. Sao mấy? Có cái túi không? Thế cầm về đi. À, anh cái này anh không làm gì đâu. Các bác cho bác xem nhé, thành quả này. Thằng em này nó câu con cá bàn tay thật xứng tay luôn đấy. Có túi không? Có túi anh em. Không sao, cũng đau thế. Về nó trong. Rồi. Cá bự nhỉ. Câu kỳ một cá. Dã man chưa? Đấy. Thanh niên này câu rất là may mắn nhá. Đẹp nhỉ. Ngày nào đi câu cũng được con mấy con to to này xưa. Quay ngang xem nào. Đấy anh em nhìn bàn tay của cái mặt của nó. Đấy hôm nay mới sướng nhỉ. Cái câu thiên nhiên mà giật được con cá như này là phê rồi. Đấy. Mang về rán. Ừ. Mai rảnh lại ra cô không anh? Chiều hay sáng này? Chiều. Và muộn quá rồi. Vợ em nó thích đi câu lắm nhưng mà hôm nay bầu bì không đi câu. Bỏ câu cá chép về cho vợ nó ăn nhưng mà nay không được con chép nào trong mặt ngứa mắt nhỉ. Thôi đi câu chép cho con ăn nó béo. Ơi xin chào các bác nhá, hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo. Mai em ra đây câu tiếp. Cái chỗ này đẹp quá, cá to. Chắc chắn sẽ có cá chép.